Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ án người đàn ông sát hại người tình ở Trà Vinh rồi chở xác lên thành phố Hồ Chí Minh tự thú. Ngày 19 tháng 9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Trà Vinh lấy lời khai Đỗ Tấn L, 32 tuổi, ngụ quận 7 để điều tra việc người này sát hại người tình ở Trà Vinh rồi trở lên thành phố Hồ Chí Minh tự thú. Thông tin ban đầu, L sinh sống ở quận 7, đã có gia đình và có quen chị TTN khoảng 30 tuổi, ngụ Trà Vinh. Chiều ngày 18 tháng 9, L chạy ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Trà Vinh và hẹn gặp chị N xã Đại An, huyện Trà Cú để chở đi làm răng. Trên đường đi, chị N có yêu cầu L ly hôn vợ và hai người xảy ra cãi vã, giằng co trên xe. Lúc này, L lấy con dao có sẵn trên xe đâm làm chị N tử vong. Sau đó, L chở thi thể chị N từ Trà Vinh về nhà người thân ở quận 7. Được gia đình vận động, L chở thi thể đến công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 tự thú. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.